Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Bloody Flesh, tiêu đề tiếng Tây Ban Nha, Carne de tu Carne, là một bộ phim kinh dị chính kịch của Colombia năm 1983, do Carlos Melo viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim kể về một câu chuyện tình yêu kiểu Gothic giữa một thiếu niên và người chị cùng cha khác mẹ của mình trong chế độ độc tài quân sự những năm 50 ở Colombia. Thông qua mối quan hệ loạn luân, đôi tình nhân bị ám ảnh bởi hồn ma của tổ tiên họ và trở thành ma cà rồng, những sinh vật ăn thịt đồng loại trong thần thoại địa phương, và bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân bản địa. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Adriana Herrán, David Guerrero, Santiago Garcia, Vicky Hernandez và Luis Opina. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Trong thời kỳ độc tài quân sự ở Colombia năm 1956, một số xe tải chở đầy thuốc nổ phát nổ ở trung tâm Cali, phá hủy một số tòa nhà lịch sử và nhà ở của những chủ sở hữu nhà máy đường giàu có. Maria Josefa, người bà của một trong những gia đình giàu có đó, qua đời. Các con cháu được triệu tập để nghe di chúc. Trong đó, hai người thừa kế là thiếu niên Andres Alfonso và chị gái cùng cha khác mẹ Margaret vừa từ Mỹ đến. Vào rạng sáng ngày hôm sau, một vụ nổ bí ẩn xảy ra trong thành phố. Vì vậy, gia đình quyết định trú ẩn tại một trong những ngôi nhà mùa hè của họ. Tại đây, Andres và Margaret được yêu cầu đến một trang trại gần như La Emma để tìm nguồn cung cấp và nói với người chú bố của họ là Enrique về cái chết của bà nội, chị gái của anh ta, người cũng để lại cho anh một tài sản thừa kế. Enrique được coi là con cừu đen của gia đình vì tín ngưỡng cộng sản của mình. Enrique đã cho Andres và Margaret xem nhiều bức ảnh và vật dụng khác nhau về lịch sử gia đình. Cả hai anh em cùng cha khác mẹ đều bị thu hút bởi mối quan hệ không tự nhiên và dần dần phát triển một sức hút mạnh mẽ, dẫn đến một mối quan hệ loạn luân phản ánh tổ tiên của họ. Trong cuộc hẹn giờ phù thủy của họ, cặp đôi nhìn thấy những chuyến thăm của người thân đã mất. Mỗi người trong số họ khuyến khích hành vi loạn luân của họ. Những con ma bắt đầu chiếm hữu cả hai. Họ trở thành người yêu và tiến hóa thành những sinh vật ăn thịt đồng loại và ma cà rồng, tương tự như trong thần thoại bản địa là Made Monte. Đôi tình nhân bắt đầu giết người và gieo rắc nỗi kinh hoàng trong vùng. Khi coi nạn nhân là con trai của một nông dân, Andres và Margaret bám theo họ về nhà và cướp đi đứa bé. Nhưng cuối cùng, hai chị em bị cha của đứa bé phát hiện, giết chết và chôn cất trong một nỗ lực bảo vệ gia đình. Trong khi người thân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm Andres và Margaret, phớt lờ những hành động của họ. Sau đó, một người nông dân phát hiện ra nơi chôn cất hai thiếu niên, và họ bàng hoàng sau khi chứng kiến cặp tình nhân đứng dậy từ ngôi mộ của họ. Carne de tu Carne là một bộ phim khá thú vị của Colombia, kết hợp với câu chuyện thần thoại địa phương, với các chủ đề về ma cà rồng và loạn luân, để truyền tải địa điểm La Violencia trong một lịch sử lặp đi lặp lại và theo chu kỳ, đặc trưng với các cuộc xung đột giữa các đảng phái có lợi cho việc trao quyền cho tầng lớp quý tộc Colombia. Trong giai đoạn này, câu chuyện của Melo diễn ra khi một gia đình giàu có được gửi chạy khỏi nhà của họ sau khi đoàn xe phát nổ tàn phá khu phố của họ. Khúc dạo đầu của sự kiện chết chóc này là sự xuất hiện đầy vui mừng của Margaret, em họ của Andres, người đã sống ở Mỹ một thời gian. Sau khi trở về nhà của gia đình, những người lớn tập trung để đọc di chúc của bà ngoại. Sau đó mọi người ngồi xuống trong phòng gia đình để xem những bộ phim đen trắng cũ của những người bạn trẻ của họ và những người thân đã xa tại nơi ẩn náu trên núi của gia đình, được gọi là Emma. Mặc dù là một bộ phim kinh dị, nhưng với tôi nó không đáng sợ cho lắm. Thay vào đó, nó gây sốc cho người xem bởi mối quan hệ loạn luân của Margaret và Andres, những thiếu niên bảnh bao và xinh đẹp, được diễn xuất rất tốt bởi Adriana Herrán và David Guerrero. Ban đầu họ chỉ gần gũi đùa giỡn với nhau như những người anh chị em thân thiết, nhưng những cuộc viếng thăm ma quái đã sớm đưa họ tham gia vào một mối quan hệ dường như là một phần của quá khứ đen tối trong gia đình. Đó là tình yêu loạn luân. Melo miêu tả cuộc đấu tranh giai cấp theo một số cách. Chú bố của cậu thiếu niên cũng là một con cừu đen của gia đình, bị xa lánh khỏi khu phố của gia đình vì các hoạt động cộng sản nổi loạn của anh ta. Format đóng hộp dành cho những công dân nghèo bị mất nhà cửa sau vụ nổ đoàn xe được gia tộc Anfolo giàu có tiêu thụ như một thứ gia vị nhỏ. Đây quả thật là một bộ phim xuất sắc của đạo diễn biên kịch Meolo. Bộ phim này mang đến cho công chúng cơ hội hiểu được nhiều điều khiến nó rất đen tối và kỳ quái. Kỹ thuật tạo hình tuyệt vời, chỉ đạo nghệ thuật được hỗ trợ bởi các màn trình diễn tốt. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.